Du học Canada, bạn quan tâm tới điều gì nhất? Bằng cấp quốc tế, cơ hội việc làm lương cao, hay chương trình đề cử thí điểm RNIP? Chương trình RNIP có điều gì đặc biệt hấp dẫn du học sinh? RNIP Rural Northern Immigration Pilot là chương trình định cư thí điểm tại Canada, được xây dựng dựa trên chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương AIPP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh quốc tế, thường trú nhân nước ngoài theo diện tay nghề được nhập quốc tịch vào Canada. Vậy bạn không thể nào bỏ qua talk show du học và định cư Canada cùng chương trình RNIP. Thời gian 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 6 tháng 12 năm 2020. Địa điểm tòa nhà Tường Việt, lầu 4, số 95 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến trên trang fanpage The World Study Abroad, với sự tham gia của các diễn giả: chị Vân Lê, đại diện tuyển sinh của trường Saskatchewan Polytechnic; chị Thủy Dương, đại diện tuyển sinh của trường Cambrian College; anh Hoàng Trần, đại diện tuyển sinh của hai trường Sioux College và Algoma University; và anh Thành Nguyễn, đại diện tuyển sinh của trường Confederation College. Ngoài ra, Canada đang có hàng loạt chính sách thuận lợi dành cho du học sinh quốc tế như visa ưu tiên không chứng minh tài chính STS, chương trình co-op vừa học vừa làm, cơ hội ở lại làm việc đến 3 năm, chính sách định cư rộng mở thu hút nhân tài cùng chương trình định cư RNIP với yêu cầu linh hoạt. Đăng ký tham dự talk show hôm nay để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn, miễn phí ghi danh hồ sơ đến 100 đô can, học bổng du học 5 triệu đồng, học bổng đầu vào đến 20.000 đô can cùng rất nhiều những phần quà có giá trị từ chương trình. Canada, đất nước đáng sống, chào đón bạn đến du học cùng cơ hội việc làm và định cư.